đây rồi các bác ơi đây là cái cây vòi voi thần thánh mà như hôm trước ấy, em hôn có chia sẻ với các bác cái cây vòi voi giúp chúng ta cải thiện là cái tình trạng là sưng đầu gối tràn dịch cước bối đấy các bác nhá các bác lấy toàn thân cho em lá thân dễ sau đó các bác đem về các bác sử dụng cho em nhá em hôn đang lấy rất là nhiều cây vòi voi Về đây để ủ làm cái chiết xịt xoa bóp cho các bác đây các bác nào mà đau đầu gối nhá vợ bắt quỳ gối cả đêm mà không quỳ được vợ đuổi ra khỏi nhà nha, thì bác các bác dùng ngay cây này cho em nhá cây này gọi là cây vòi voi À, bà con mình gặp tình trạng đau đầu gối sưng có dịch tràn dịch khớp gối thì lấy ngay cây và voi về đem về sao với tử à, mình sao lên xong đó mình bó đắp trực tiếp vào chỗ đau nhá thì tình trạng mà đau đầu gối sưng có dịch nó sẽ được cải thiện rất tốt chỉ sau khoảng một tuần thôi là các bác sẽ tình trạng dịch nó sẽ được cải thiện rất là nhanh đấy chữ khỏi rồi lại đi tìm gặp cô bằng xóm thì hết dở các bác nhá các bác nào đang gặp tình trạng đau như xương khớp này sưng có dịch nhá hãy lấy ngay cái này về dùng nhá trong quá trình dùng ấy các bác có thể uống bên trong có thể kết hợp thêm một số các vị khác trong quá trình dùng cái cây này có gì không hiểu thì cứ chia sẻ với em em sẽ hỗ trợ thêm cho các bác nhá